Hello anh em, cái kéo 177.000 quật rồi về rồi nha mấy anh em ơi. Đây nè, đây là dòng kéo mà mấy hồi trước lễ hết hàng khá là lâu anh em. Nha, cái này về đó rồi nha, 177k. Đó anh em nào mình coi review kéo này biết dòng trong dòng quật rồi. Đây là cái dòng kéo cắt lớn nhất 25mm làm bằng thép CRV. Rất là đẹp luôn nha. Cầm nó rất là đầm tay, cái thân này nó liền luôn nữa anh, cái thân và cái lưỡi nó liền nhau luôn, ở chùm này vô cầm nó đầm và đẹp dữ lắm. Hôm trước anh em nào mà ghé hỏi mua đó hết hạn thì hôm nay ghé có rồi nha. Rồi 177.000 cái kéo này đã về rồi. Một dòng sản phẩm kế tiếp nữa đang hot đó mấy anh em hay mua nhiều, đó là đây là cái kéo làm điện. Đó, cái làm điện có 154.000 thôi đó, nó vừa cắt nè anh em, vừa tuốt dây nè, tuốt dây nằm đây, vừa bấm cót nè, đây cái lỗ là bấm cót nè. Ứng dụng hết chưa, đây bấm cót nè, cái thuốc dây nè, bấm cót nè, rồi cắt nè. Đó anh em, nó kéo này kéo ba chức năng nha, làm điện có quật rồ, có thêm cái đầu đeo nè, cái móc nhựa đeo đeo thắt lưng người ta chọt vô, giá rất là rẻ luôn, 154.000 mới vừa vậy thì luôn. Hàng quật rồ thì hôm sau lễ mới đặt thêm thì vừa về lại ha. Rồi cái tiếp một cái kéo đa năng, đây là dòng kéo đa năng ha. Dòng này thì thuộc dạng là cũng bán chạy, anh em có 158.000 thôi nha. Đó, kéo này thì anh em có thể là cắt được vải, rồi anh em cắt được ống nhựa, rồi cắt nẹp ha, nẹp nhựa rồi đó. Ok, rất là đẹp luôn mấy anh em ơi nha. Đó, đẹp cực kỳ luôn nha. Đây, giá chỉ có 158.000 thôi. Ở trong cái khu này mình treo rất là nhiều kéo ha, anh em nào mà có nhu cầu. Dưới đây cái dòng kéo này, kéo này kéo làm gà làm bếp nè, giá 141.000, loại to cua bia là nó đủ ha, 141.000. rồi một cái dòng sản phẩm mà mấy cái móc này, móc nhựa đã về luôn rồi nè, mấy cái móc đồ nè, đây là cái móc đồ 28.000 thôi nha, một cặp khả năng móc được 65kg nha, chiều cao là 80mm đó, 28.000 một cặp, giá rất là rẻ luôn nha, rất rẻ. Cái dòng này vừa về luôn rồi. À, thì mình làm cái video nhanh thôi, anh em nào có nhu cầu về thì có thể mua. Rồi với một cái kéo này cũng dạng kéo làm bếp là có 50.000 thôi ha. Một lỗ này dùng để kẹp quả, rồi cái này khui bia ha, rồi anh em có thể làm bếp này nọ kiểu nè ha. Rồi ở đây khui hộp nè mấy anh, đây khui hộp nằm ở đây ha, khui hộp mà giá có 50.000 cái kéo thôi, rẻ. Mấy dòng quật rồi keo nó hơi sát nha, tại vì kệ nó không có đủ, anh em nào mà mình ghé mình coi từ từ, cái kéo mình treo nguyên cái khu rồi. Đó, cái khu này dài qua bên đây, cái khu đó qua tới bên kia khá là nhiều đồ nha, anh em nào mình ghé mình lựa đồ quật rồ á thì mình cứ lựa từ từ. Nhiều lúc bản thân mình thật sự mình đứng mình soi cái mũi trời mình mới thấy được cái nằm trước mặt á mấy anh, tại vì nó khá là nhiều dao, cũng vậy dao rất là nhiều luôn. Kẹp như nè, đây kẹp này mình chưa review cho mấy anh nè, đây kẹp này 36.000, rất là to nha, to cực kỳ luôn. Cái kẹp này khả năng kẹp cái này là 20, khả năng kẹp tính 50 nha, 50 anh em kẹp được 50 ha, 50 to nha anh em. Rồi kẹp to rất là ngon. Ok ha, giá nhiều, giá này có 36.000 thôi mấy anh em ơi. Còn kẹp loại trung này giá có 16.000 nè. Kẹp loại nhỏ nè, đây loại nhỏ là 8.000 tí nha. Rồi một cần siết nè, cần siết tự động 1/4 nè, đẹp ghê không, cần siết tự động 1/4 nhỏ xíu vậy thôi mà nó là 90 răng nha mấy anh, nhỏ xíu luôn nè, 90 răng 1/4 mà giá có 115.000 thôi, rất là đẹp. Cái tay nè, em nhìn thấy cái tay liền luôn, thấy chưa, đẹp không, có 115.000 thôi. Hoặc là cần siết ba chức năng, đây anh em, ba chức năng nè, 1/2 1/4 × 8 72 răng. Anh em thấy cái cán này rất là đẹp ha, cán này không sợ gì luôn, cầm nó rất đẹp lắm. Giá này có 150.000 thôi, 154.000. Đây hoàn toàn xiết bên đây vậy nè, 1/2 nè mấy anh. Đó, 1/2, anh em để thấy cái cán này, cái cán nó khác này nha. 1/2 này có 193.000 thôi, này 90 răng nè. Đó, 1/2. Đẹp tuyệt vời luôn. Đây. Đó, đẹp ghê không? Lắc qua lắc lại nè, ha. 90 răng. Ở điện này số 90 nè. Đây nè. 90 răng nên kéo nó mượt lắm, lắc qua lắc lại ha. Giá 193.000. Ngoài ra thì có cần siết dạng tay cục phủ nhựa, phủ nhựa là 217.000 nha. Tay cục phủ nhựa có hai dòng, dòng này và dòng cong, bóng và dòng mờ nữa nè, mờ cũng giá luôn 217 luôn nha. Mấy dòng của một lỗ nào đẹp dữ lắm.
Rồi một rồi thì có những cái con dao ha, rất là nhiều dao ở đây, dao mini nè, dao mini nhỏ xíu xíu nè, 142.000, hoặc là con dao một phần đây nè, dao dạ nhỏ xíu xíu nè, dao bản 10 bản 9 ly giá 26.000 mấy anh, bé tí luôn, tuyệt vời ha. Đây cái điếu sáo của anh em, điếu sáo quật rồi giá có 39.000 ha, đẹp phải không, điếu sáo nha, 6 ly này, anh em nhìn cái đầu nè, đầu sáo đầu dưới sáo này cho nó dày, rất là dày, sáo cạnh 6 ly giá có 39.000 ha, đẹp. Rồi 8 ly nè, đây cái 8 ly, 8 ly thì anh thấy cái đầu này nó mỏng hơn nữa chưa, 8 ly thì giá 39 luôn. 8 ly thì cái đầu này anh em thấy nó mỏng hơn, anh nhìn thấy hai cái đầu nè, đầu 6 đầu 8 đó chưa, đầu 6 ly thì cùng size này nhưng mà nó khoét cái lỗ nhỏ, đầu 8 ly thì nó khoét lại mỏng hơn nè đó. Giá 39 luôn, 6839. 10 ly thì đang hết hàng rồi mấy anh em, còn 12 ly, 12 ly là 51.000, dòng mình làm bằng thép CRV nha mấy anh, nè chiếc CRV thấy không, 12 ly giá 51.000. Rồi 13 ly, 13 ly giá 53.000, 14 ly giá 56.000, 17 ly giá 80.000 và 17 ly 80.000 và 19 ly giá 89.000, giá 89.000, đẹp lắm. Hoặc những cái cờ lê 6 nè, 6 ly 26.000, 8 ly là 27.000 nha anh, 32.000 cho cái 10 ly, qua 12 ly thì qua cái tay này rồi, 12 ly thì giá 37.000 nè, 14 ly là 39.000, đẹp ha. Rồi 19 ly là giá 57.000, 19 ly thì 57.000, 21 ly là 567.000. Ở đây, đây 8 ly 54. 8 ly 54.000 là tự động rồi nha mấy anh. Nè, đầu tự động rồi nè, nó mất tiền rồi, dốc tự động nè. Tự động nè, 8 ly 54.000 ha. Rồi. Đây là đầu 10 ly 64.000 cũng tự động luôn. Nha. Đây 8 ly 54k. Ở đây. Còn lại nè, 14 ly tự động 82.000. Rồi, 77.000 cho cây 13 ly tự động. Hoặc cái lắc léo có nữa mà, lắc léo 10 ly 80.000 nha, đưa lên đưa xuống tự động nha, làm đẹp lắm đây nè, 80.000. rồi 13 ly đó là 92.000 nha, tự động 72 răng nha mấy anh, đây nè 13 ly ghi 72 răng nè, đây này cái 19 này bỏ lộn ở đây, 19 thì nằm ở đây, đây đây anh em nè, 72 răng ha, đây nè, 72 răng ha, 13 ly thép CRV 92.000 nắc léo, 14 ly 98.000 và 17 ly, 17 ly giá là 132.000. Mấy cái đầu khẩu á, anh em mà cần đầu khẩu lục giác cũng vậy, có nha, đây nè bông nè, đầu bông nè thấy không, đó đầu bông nè mấy anh, này là bông nè, trong quá trình sử dụng có những sản phẩm anh em cần như cái đầu bông vậy nha, đầu bông nè, đầu bông 8 ly 24.000, 10 ly cũng 24.000 luôn, 12 ly cũng 24.000 luôn, hai đầu bông đó. 13 ly 24.000, 14 ly 24.000, 17 ly 24 luôn, 19, 28, 21 ly 30.000 nha, những cái bông này nè, 22 ly là 34.000, 23 ly 38.000, nó có nhiều size lớn hơn nữa rồi. Ở trên đây có những cái cần siết nữa mấy anh, cần siết mồng tư, cần siết trượt mồng tư giá 34.000. Rồi lắc léo nè, lắc léo mồng tư, lắc léo mồng tư nè 35.000, lắc léo mồng tư 35.000, lắc léo bằng 8 giá 46.000, đang có lắc léo luôn. Rồi lắc léo 1/2 giá 71.000. Rồi đầu chuyển 1/2 sang 3/8 giá 29.000 thôi. Rồi từ 1/4 ra 3/8 na nó có luôn anh em, 1/4 ra 3/8 nha, thép CRV nha, giá nhiều, giá có 21.000 thôi, 1/4 ra 3/8, rồi 3/8 ra 1/4, ngược lại có luôn mấy anh, đây là 3/8 ra 1/4 nè,
38 mộng 4 giá có 20.000 thôi. Ok ha. Thôi đây là cái quầy quạt rò, anh em mà đang có thời gian rảnh mình có thể mình ghé vào đây để mình xem những cái hàng quạt rò trưng bày ở đây. À, mình có thời gian mình từ từ mình lên sóng mình giới thiệu cho anh em từ từ ha. Đó. Chứ ngày lên nhiều cái video quá thì mấy anh em cũng ngán xem, mà lên lâu quá thì cũng ngán xem. Bản thân mình thực sự mình coi cái video mình nó dài quá, thực sự nó ngán lắm anh, cao lắm 20 phút hoặc là nửa tiếng là cao lắm rồi nha, cao lắm nửa tiếng là cao lắm rồi. Chứ bình thường một cái video tầm 20 phút là hợp lý. À, mấy anh em coi nó cũng đỡ mệt, hàng hóa mình vô đó mỗi ngày coi nghít à, chứ nói chuyện liên tục luôn mà làm nửa tiếng hồ cũng mệt. Sẻn nha, đây sẻn 236.000 đó, sẻn quật rồ nè, sẻn xếp 570mm 236.000. Rồi sẵn đây thì giới thiệu anh em mấy cái đồ làm vườn à, sáng này cũng có bán sản phẩm này rồi nè, 1 triệu. Trời, sản phẩm này sẽ lên giá dữ gì ta. Đây là cái sản phẩm cuộn rulo của Tonsen, như mình chia sẻ anh em, Tonsen là nó đã điều chỉnh giá khá là nhiều rồi. À, khi này cái cuộn rulo này giá điều chỉnh mới nhất bây giờ luôn là 1.949.000, 1.949.000 nha mấy anh. Cuộn dây dài 15m tuồng tự động, anh em nào mà có hàng công nghiệp cuộn tự động có vòi sạch luôn, có gấp nối nha, anh em gắm vô cái vòi nước chúng ta kéo sạch tự động thôi nha. Giá cao hơn lúc trước khoảng cỡ, hôm trước là 1.803.000, giờ cao hơn trăm mấy đó mấy anh, khoảng 140.000 nha, 140.000 đó. Thì anh em mà này giá mới nhất rồi đó, anh em nhu cầu mua liên hệ. Ngoài ra thì mình ghé đây thì mua rất là nhiều cái công cụ ha. Bên mình thì anh em thấy không, đây nè, giải bên kia công cụ, bên đây công cụ, rồi bên đây công cụ nè, rồi bên đây công cụ nha. Đây là 872 Lạc Long Quân nha mấy anh, 872 Lạc Long Quân, phường 8 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh. Đó, công cụ chạy lên tới trên rồi, bên đây là công cụ à, rất là nhiều công cụ. Bên 872 này trưng bày rất là nhiều công cụ, anh em có thể ghé mình mua. Ở đây là kiêng lưu à, kiêng lưu cũng treo đây nè, lủng lẳng đây à, những cây cảo rồi bộ này nọ rất là nhiều à. Kiêng lưu thì bán nhiều nhất là mấy mũi khoan, mũi khoan, mũi khoét rồi đó mấy anh em à, kiêng lưu. Ok, quạt rò thì nó sẽ có những cái cảo nè, cảo kiêng lưu rất là cứng nha. Đây, cảo sắt như này mà giá là 220.000, cực kỳ cứng luôn, bao bền. Cảo này cũng vậy nè, cảo cảo quá trời cảo luôn ha. Những con dao kiên lưu, thước kiên lưu à, những cái này thì mấy nay đang bán rất là hot. Cây lấy vít giá 55.000 à, cây nhặt vít nha, 55.000 cây, kéo dài ra được 130 đến 600 mấy nè, dán cái tem kính mít rồi không thấy đường luôn à, 640 nha, thấp nhất là 130, kéo dài là 640. 55.000 cái 56 hết hàng rồi, đang mới đặt hàng chuẩn bị về. Quạt rò thì có 3 dòng máy nha, máy mài 510, 485 và 600. Đó. Rồi Fibon thì mấy vậy, Fibon mấy nay bán rất là chạy cái dòng này. Đặt hàng nữa không biết hãng giao chưa. Có 720.000 thôi, một máy 2 pin một sạc. Máy đầu tháo được nha, khoan và bắn vít. Không có búa. Một máy 2 pin một sạc, pin 16.8V mà giá chỉ có 720.000 thôi. Hoặc là cái thân này mấy anh, thân này giá 480, chân Makita, thân bắn vít, chỉnh lực trên đây nè, 1, 2, 3 đây nè, chỉnh núm ở dưới đây nè. Ok ha. Đó, giá có 480.000 thôi. Rồi còn cái thân này 470, đầu kẹp 10 ly có búa nha. À, 470 cái thân à, khá là rẻ, 60 new, chân Makita. Máy của Fibon chạy nó im nha anh em, khá là im á. Con này là con à, cái con bu lông này anh em mà giá như có 1.157.000 thôi, 450 new. Giá đó là 2 viên pin 4A luôn, 2 viên pin 4A, một cục sạc mà giá chỉ có 1.157.000 thôi. Cái con này bán cũng rất là chạy nữa ha. À, 450 new ha, có đầu bắn vít nữa nè, động cơ không gió than nè, Fibon chạy im ha. À, ngon nha, ngon. Anh em có nhu cầu mua liên hệ. Còn anh em muốn con 16.8V có búa mà giá rẻ đây nè, khoan có búa nè mấy anh, 754.000.
ba chức năng nha, khoan bắn vít một khoan búa, đầu kẹp 10 ly đó, 16.8V, hai viên pin, có 700 mấy thôi, 754.000 thôi, rất là mạnh mấy anh, con này mạnh lắm, 50 N anh em ha. Đó, cái tiếng máy của Fibon chạy nó im lắm mấy anh. À, đảo chiều rồi, ok ha, đó là dòng máy pin giá rẻ, anh em có thể anh em mua giá khá rẻ, hoặc là con mài, con mài có 1.4 triệu thôi, hai viên pin 6A luôn mà có 1.4 triệu mấy anh. Để 100 cái vào 10 nha, hai viên pin 6A, hai viên pin 6A luôn, giá có 1.4 triệu, giá cực kỳ tốt. À, hôm nay đèn led thì có mấy cái đèn Akuta này, mấy đèn này nè, cháy hàng anh em về bữa mua mình mới đặt 200 cái. Đây nè mấy cái đèn trên đây nè anh thấy không? Đó. Nhà mình đang xài đèn led Akuta 3 dây led là 126.000 một cái nha. Đó, mấy cái đèn đó có 126.000 thôi. 80W 3 dây led rất là sáng luôn. Cửa hàng mình bố trí có mấy bóng đèn thôi mà nó sáng cực kỳ luôn anh em ạ. Em thấy cái khu vực mình trưng bày không, đây nè. Đằng trước. Đây. Đó, đằng trước nè, bên đây nha. Rất là sáng nha, rồi bên đây nè, không sáng hay không, rồi bên đây đó, hai bên rất là sáng luôn anh em ơi nha. Đó, vào đây mình lựa rất là nhiều đồ công cụ, kiếm gì cũng có mà không hết đủ, không có phục vụ 100% hết nhu cầu nha. Nói chung là cố gắng về càng nhiều càng tốt thôi, trưng bày đầy đủ đồ luôn ha, quá trời quá đất. Bọc rò, bọc rò, bên đây tôn sen, đế nhám, rồi kẹp này nọ nữa mấy anh, cọ sơn, cái này mình về cọ hơi nhiều ha, cảo bên đây có cảo nè, đó bên đây không đây nè, cọ rồi của waffle nè, à, mình lựa cảo nè, rẻ tiền, cảo là nhiêu, có 20.000, 42.000, 42.000, 56.000 thôi. Không, nó rẻ lắm, 49.000 đó, đọc giá cho anh em rồi ha, để thấy cho nó rẻ cái nào. Này 22.000 nè, cáo gặp nhanh 22.000, cáo này 36.000 đó, cưa rồi, cưa này 114.000 đó. Ở đây kìm mỏ nhọn của tôn sen 155.000, kìm bấm mỏ nhọn 155.000 đó, anh em thấy không, đồ đạc nhiều lắm. Rồi thôi, ok, anh em nhu cầu mua dòng số nào có thể liên hệ số điện thoại bên dưới để mua hàng nha, hoặc ghé bên cửa hàng 872 Lạc Long Quân kế bên Tiến Phát nha. Cái bản hiệu mình chưa làm xong, bữa nào làm xong bản hiệu thì mình quay cho anh em coi nha. Anh em có lệnh địa vị đúng 872 là mình coi thôi. Rồi, cảm ơn em, xin chào và hẹn gặp lại.